Xin kính chào quý vị các bạn. Trước mắt các bạn là bộ dàn đại của hãng Kenwood. Dàn này có mã là DG3. Bộ dàn có hình thức vuông vức, hình thức còn rất là mới. Tôi mở căng cho các bạn coi. Đôi loa vẫn còn sáng bóng, viền kim loại. Loa 3 đường tiếng, công suất 80W một thùng, 6 ohm, trở khá 6 ohm. Gần màng carbon, màng carbon gân cao su. Còn có 5 thớt, thớt dưới cùng là thớt băng cassette. Thớt này cũng không dùng đến đâu, muốn dùng thì phải thay dây loa mới chạy được. Thế tiếp theo là thớt âm ly. Trên âm ly có chỉnh núm, chỉnh bát tép và các cái đường vào âm thanh như đường cắm điện thoại AUX, đường VTR, T1, T2, đường radio, đường CD. Tiếp theo là thớt chỉnh nhạc equalizer. Trên đó là thớt đĩa, trên cùng là thớt radio. Dàn này có bề rộng tầm, để tôi đo cho các bạn xem, 50 này, 90 phân, cao 50 phân, rộng 90 cm, cao 50 cm. Các cái bộ dàn Kenwood thì thường tiếng nó trầm ấm, rõ ràng, tiếng bass sâu. Tôi mở nhạc cho các bạn nghe. Một chiều rừng gió lặng, một chiều dần nhớ chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng quên sao em những
con đường mùa trăng ấy thao thức đêm trường nghe tận. Cái bộ dàn này cửa hàng tôi bán với giá 7 triệu đồng, tặng cục đổi điện trị giá 400.000 đồng và dây kết nối điện thoại máy tính tivi và vài cái đĩa CD. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3 chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nó nằm ngay cạnh ngã tư Văn Phú, trên mặt đường Lê Trọng Tấn và đường Quang Trung, quận Hà Đông. Các bạn có nhu cầu ấy đến cửa hàng tôi nghe thử. Xin cảm ơn.